các bạn nha. Video này mình sẽ test một cặp này cho anh khách vừa chuyển tiền nha. 1,8 triệu một cặp bao ship. Thì nhân tiện tuần này tuần cuối cùng mình bán trước Tết nha. Thì ưu tiên khách chuyển khoản hoặc cọc. Để làm gì? Để vì tuần cuối này các bạn cho nó nhanh gọn lẹ nha. Tại vì nhiều khi cái tiền hàng á nó qua Tết nó mới trả, nhiều khi lại sao không có tiền xài Tết. Cho nên ưu tiên nha. Ưu tiên thì ngược lại làm gì? Ngược lại mình giảm cho khách này thêm 100k bao ship và lựa hai con dây dài ha. Đa phần mình bán là mình lựa dây dài trước các bạn, còn dây ngắn để tính sau nha. Thậm chí ngắn quá thì mình sẽ hàng ra. Đây, hàng bao sóng, bao xài, bao zin, Made in Japan, 300W hộp số, cốt lớn nha. Cặp này rất là êm. Ở đây mình test, mình cố tình nối đỏ với xanh chập lại để làm gì? Để mình cho các bạn biết rằng đỏ với xanh các bạn nối lộn xộn vẫn chạy bình thường nha. Chạy bình thường không vấn đề gì cả. Đây, test nha. Bạn thấy không? Nó giật một cái không? Con này rất là khỏe nha. Ở đây mình đang test 12 nè. Đó, các bạn thấy nha. Tốc độ cỡ 130 vòng 1 phút. 130 vòng 1 phút nha. Ở đây mình đang nối hai dây này nó ngược với nhau, cho nên là các bạn thấy là hai cái nó sẽ quay ngược chiều nhau đúng không? Đỏ với xanh, đỏ với xanh. Còn nối đỏ với đỏ đen, xanh với xanh thì nó sẽ quay cùng chiều nha. Cùng chiều đồng tốc. Cùng chiều đồng tốc nha. Mình đi chập vô đây các bạn. Chập vô đây mới đúng chứ. Sập nguồn. Cái này là pin nha, chứ không phải ắc quy, pin 12V. Đó. Các bạn thấy nó giật một cái không? Đó là sức mạnh của động cơ nha. Khách nào chế tờ, chế kéo bạc các kiểu nha. Vô đây, 300W qua hộp số, hàng của Nhật, cốt lớn nha. Con này rất là khỏe. Khách nào mà chế tờ tải cao cao á thì mình giảm tốc thêm các bạn. Giảm qua nhông gì đó, giảm thêm 1,3, còn tầm 85 vào 1 phút là cực khỏe luôn nha. Cực khỏe luôn. Đó các bạn thấy không? Giật một cái không? Đó. Đây là biểu hiện gọi là sao ta? Dấu hiệu nhận biết động cơ khỏe hay không khỏe nha. Đó, nó giật. Còn mà các bạn đưa vô nó im ru luôn nha là nó yếu. Đó. Bạn thấy không? Con này cũng có nhiều khách nhờ mình đấu luôn bo điều khiển động cơ. Bo điều khiển nhanh chậm đảo chiều. Thì khách nào muốn như vậy thì mình sẽ đặt cái bo trên mạng về nha. Đó, đây là cái bo mình đặt về 500W nha. 24V 500W, con này dòng 20A. À xin lỗi, không phải. Cái này 20 cộng trừ 5V. Con này dòng nó cỡ cũng 18-20A nha. 18-20A, các bạn chạy thoải mái. Nhớ là đừng có cấp ngược chiều nha. Cấp ngược cực trên đây thì cái bo này nó chết nha. Cho nên là nó đây là một nhược điểm. Tuy nhiên thì bo này rất là bền bỉ nha. Đầy đủ dây ga, đảo chiều, chỉnh tốc độ các kiểu. Ok, cảm ơn khách nha. Đây là video test. Mình sẽ gửi cái clip để anh xem nha. Gửi cái link á. Ngoài ra các bạn nhìn xem nè. Đây, một cặp cho anh khách quen ở Ninh Thuận, Bình Thuận nha. Một cặp quen. Đây một cái nữa chứ. Đây, một cái này 1,1 triệu loại đẹp cho một anh khách cũng ở Ninh Thuận, Bình Thuận nha. Hai cái này của hai khách này đều là chế kéo lưới nha, đánh lưới các bạn. Ninh Thuận, Bình Thuận đi đánh cá là một cái rulo cỡ lớn nha, đường kính cỡ bánh xe, anh nói cỡ bánh xe đạp á, xong rồi làm cái lưới đó, xong rồi cuốn lưới nha. Hai con này anh khách đều chạy 24V, giảm tốc thêm 1,3 là siêu khỏe luôn ha. Siêu khỏe luôn. Đây là hai đường của này đi. Ngoài ra một cái 150W nha và một cái 100W. Cái 100W lúc sáng cảm ơn khách ủng hộ nha, đã chuyển khoản hết. Cái 150W thì anh khách đã cọc 100k. Còn đây cái này thì là hình như là cũng là một cái 100W các bạn nha. Và những cái động cơ nhỏ nhỏ, nguồn các kiểu. Ok, khách nào cần thì tiếp tục nha. Khách nào muốn chế tời ha, tời đó, tời hoặc là kéo bạc, kéo gì đó, kéo dạng lan các kiểu thì bên mình có đa rất là nhiều cái thông số nha. 100W nè, 150W, 100W nè, 150W nè, con đỏ nè, 150W nè, 250W nè và 300W cao nhất, tất cả đều Made in Japan, chạy 12-24.
mình live stream bán cái đống này hết chắc qua năm các bạn. Nó cũng giật đi được miếng các bạn, giật suốt rồi nha. Đó, một ngày ra cỡ 5-7 con, có ngày đỉnh điểm là chục con. 10 ngày là 100 con các bạn ha, 10 ngày 100 con. Đống này cỡ 300-400 con ha, 400 con. Ok, cảm ơn quý khách ủng hộ nha. Thì báo giá lại nha. 100W đây ha, 100W đây, 100W đây các bạn nhìn không? Con nào cũng đẹp hết. 100W, 100W, bát đầy đủ. 100W nè, 100W. Chạy 12-24 ha, chạy 12-24. Đầu ra sau giảm tốc, con này 195 vòng 1 phút ở 24V. Khách nào chạy 12 thì nó ra tầm 100 vòng ha, nếu khách không cần nhanh thì giảm tốc thêm 1-3. Để làm gì? Để nâng sức mạnh động cơ lên gấp 3 lần. Đó, thì đầu ra nó còn khoảng 35 vòng phút ha. 33-34 vòng phút. 420k giá thấp nhất. Trước đây mình bán 550 nha. Hiện tại giảm mình đưa về đấy để khách có thể tiếp cận nhiều hơn. 420k bao ship đầy đủ bát ha. Hàng nguyên zin của Nhật. Con tiếp theo là 150W nha. Con đỏ này nè. 150W giá là 550k ha, mình giảm từ 580 xuống còn 550k. Đầu ra cũng gần như tốc độ tương đương ha. Có 3 con 100 nè, con 150 và cái con 250. Tốc độ gần như tương đương. Đó, con 100 thì 420, 550 và 750k. Chỉ có con cuối cùng là con 300W nha. Tua nó cao hơn một chút là khoảng 260 vòng trên 1 phút ở 24V. Chạy 12-24 ha. Các bạn thấy, trời ơi ha. Hàng của Nhật. Lô này mình ôm là phải cực đỉnh luôn các bạn. Hàng Nhật, mắc trên Japan. Mới chưa xài ha. Bạn xài 10 năm nữa ha. 10 năm, 20 năm nữa. Đặc biệt hôm nay có một đơn đi cái bơm của Nhật 100V. Hàng dĩa địa nha. Hàng này là hàng dĩa địa 100V. Mình giảm còn 600 các bạn, 600 bao ship nha, cho anh khách quen. Còn khách nào mua trong từ đây tới cuối tuần thì mình cũng giảm còn 600 cũng được. Nha, bán rẻ rẻ. Tokyo Japan, hàng dĩa địa Iwaki. Con này bơm đẩy xa, đẩy cao 4-5 mét nha. Đẩy cao 4-5 mét, 3-4 mét chứ. Từ đó các bạn gọi là bóp nó lại, bóp cái ống lại nha, để nó tăng cái áp lên, nó xịt rửa xe các kiểu. Hàng dĩa địa, bao xài luôn. 600k bao ship. Đó. Ok, bữa nay tập trung giao hàng nha. Sáng nay đi cái cầu Kubota. Cầu Kubota là cầu lớn. Hiện tại thì đây đơn gói nè, gói, chuẩn bị gói. Chiều nay mình cố gắng đưa đi hết, trả hết đơn nha. Tuần rồi mình nghỉ thứ bảy với chủ nhật các bạn, nhưng mà tuần này bù lại nha, cố gắng làm chăm chỉ. Ok, cảm ơn khách ủng hộ nha. Cái clip này sẽ là clip test hàng cho anh nha, đã test rồi nha, chạy êm. Ok.